Xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với video của mình ngày hôm nay. Hôm nay sẽ là một thử thách nho nhỏ thôi anh em ạ. Một thử thách nho nhỏ cho mấy đứa em mình nhá. Ở đây á thì mình đã chuẩn bị được đây. Đố anh em biết đây là cái gì? Đây là quả kén tằm anh nhá. Ở quê mình á thì trồng dâu nuôi tằm. Thế nên là đây là sau một vụ thu hoạch tằm thì nó sẽ có những quả kén tằm này. Quả kén tằm này ngoài việc dệt tơ ra thì nó còn có tác dụng là tẩy trang. Rất là tuyệt vời nha anh em nhé. Thì hiện tại mình đang đứng ở dưới một gốc cây mận nha. Đó. Và căn nhà trên cây của mình ngày xưa vẫn còn kìa anh em kìa. Anh em nào là đã xem căn nhà trên cây của mình á thì đó, đằng sau đó. Đó là căn nhà trên cây của mình đó. Nhìn rời cây mận nha. Rời cây mận nó mọc rất là nhiều lá. Và đằng sau này là vườn dâu này anh em này. Vườn dâu để trồng dâu nuôi tằm á. Thì đây là thành quả sau một thời gian nhá. Và cuộc thi ngày hôm nay thì sẽ liên quan đến mấy quả kén này thôi, nhỏ nhỏ thôi. Yêu cầu ở đây á chính là mấy đứa nhỏ này nó phải gỡ hết mấy cái tơ này này tới sợi tơ chính, duy nhất một sợi tơ chính, và kéo không bao giờ đứt nhá. Rất là khó vì cái sợi tơ này nó mỏng mỏng kinh khủng luôn á. Đấy, gỡ cho tới khi nào mà tới sợi tơ chính mà nó rút ra nó trôi tuột tuột luôn ấy, nó không có mắc hay không có gì hết là phần thưởng ở đây. Mình sẽ trao giải thưởng là 100 cho đứa nào gỡ được hai quả kén nhanh nhất. Đấy anh em, ở đây thì có hai thành viên sẽ tham gia cuộc thi này. Bây giờ thì đây mình có 4 quả kén chia cho hai đứa nhá. Hai đứa sẵn sàng chưa? Phần thưởng ở đây là 100 nhá. Cho đứa nào nhanh nhất nhá. Anh kiểm tra đứa nào nhanh nhất thì đấy được 100.000. Ok chưa? Đồng ý chơi chưa? Thằng cu béo. Tuyết, ok chưa? Cho ăn. Này. Đấy, còn hai quả. Cứ thiết lấy hai quả nhỏ nhá. Nhỏ gì, gỡ được là được. Rồi, gỡ đi. 3, 2, 1, bắt đầu. Vội vàng thế. Không quả một đúng không? Hai thành viên này đang rất là cố gắng. Nhanh em nhá. Liệu đôi bàn tay khéo léo của Tuyết có giành lên chiến thắng ngày hôm nay? Cái sợi tơ nó rất là nhỏ nhá, không biết là qua máy quay anh em có thể nhìn thấy không, nhưng mà ở ngoài nó rất là bé, nó bé tí 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 luôn, tức là nếu mà nhìn bằng mắt thường thì hơi bị khó thấy, nó như tơ nhện đấy anh em. Anh em cứ tưởng tượng tơ nhện nó như thế nào thì cái sợi tơ tằm này nó y chang như vậy luôn đó. Ok, chúng ta sẽ cùng chuyển sang cu béo. Cu béo với đôi bàn tay bẩn này thì anh em đã anh em thấy là quả kén của thằng cu béo này nó đã đổi màu rồi anh em ạ. Thằng này nghịch bẩn quá. Trước khi tham gia cuộc chơi thì nên rửa tay nhá. Liệu cu béo có làm nên tích sự gì không? Hai thành viên đang rất là tích cực. Rất là khó nha anh em nhá. Anh em cứ tưởng tượng tơ nhện nó nhỏ như thế nào thì tơ này nó như vậy. Đồng chí Tuyết của chúng ta đang bắt đầu đi vào giai đoạn thứ hai, là giai đoạn tìm sợi tơ chính. Đấy, đồng chí Tuyết đã gỡ hết được mấy cái tơ bên ngoài rồi và bắt đầu đang đi tìm sợi tơ chính nhá. Này, cái công cuộc này nó rất là khó khăn, đòi hỏi sự téo léo, khéo léo và tỉ mỉ. Chưa đâu, còn lâu. Đồng chí béo này thì vẫn đang luống cuống ấy. Chưa được đâu. Chẳng 100 đâu có dễ ăn thế. Để góp vui cùng tụi này thì mình cũng tham gia cuộc thi với quả kén như vậy. Nope. Đây anh em, đây là quả kén của
mấy đứa và quả kén của mình này. Nó đâu đó nhỏ khoảng bằng một nửa. Mình tham gia cho vui nhá. Xem nó như thế nào nhá. Đấy. Đây. Trắng rồi anh Đoàn ơi. Trắng rồi. Trắng rồi à? Anh cũng chơi cùng tụi mày luôn. Cái quả của anh à? Ở quê thì thường là trồng dâu nuôi tằm và trồng cà phê anh em ạ. Thì trồng dâu nuôi tằm thì nó đáp ứng cái nhu cầu mà ăn uống sinh hoạt hàng ngày, nó có chi tiêu liên tục á. Còn cà phê thì một năm chỉ có một vụ thôi. Còn nuôi tằm thì nó cứ nửa tháng được một lần. Đấy, nó đáp ứng được cái nhu cầu mà tiền bạc để chi tiêu hàng ngày. Đấy, đấy là cuộc sống ở quê. Và trồng dâu nuôi tằm thì nó khá là vất vả. Nếu mà những quả kén này nếu có giá trị cao á thì người nông dân họ sẽ đỡ vất vả hơn. Anh Đoàn này. Mẹ. Chưa, mày còn lâu, nhìn sùm xuê thế còn lâu. Anh vui thương mà anh bé mà. Dạ. Mình cũng ở thành phố và làm được hơn một năm rồi á. Nhưng mà cuộc sống ở thành phố thì nó hơi bị ngột ngạt một xíu, nói chung là người ta chạy đua với nhau nhiều quá và đại khái là cái môi trường của nó thì mình không được thích lắm. Mình đã về quê một thời gian đó. Đây, mình không biết là anh em có thể nhìn thấy sợi tơ không này. Nào, mình không biết là trên máy quay anh em có thể nhìn thấy không, nhưng mà thực ra cái này mắt thường nó cũng rất là khó đấy. Sợi nó còn nó bé hơn sợi chỉ rất là nhiều luôn anh em ạ. Đấy. Đó. Đây, mình có một quả bé bé, mình tham gia thử thách chung cho nó vui ha. Ngồi tâm sự cùng anh em. Môi trường ở quê thì nó thoải mái lắm anh em. Nhất là vào mùa khô á. Mùa khô thì người dân nông dân khổ, nhưng mà cái môi trường của nó rất là thoải mái. Dạ. Đồng chí béo thì đây đang ổn này. Từ. Nhắc lên đi. Đứng dậy nếu mà kéo được tầm 1 phút á. Kéo. Ui, đồng chí béo là có khả năng được rồi anh em ạ. Này anh em này. Anh em thấy đồng chí béo. Ui. Được à. Như thành công rồi anh em ạ. Cứ kéo đi, kéo một lúc đi. Kéo một lúc nếu mà nó không đứt hay là không bị gì á này thì ok. Đó, anh em thấy không? Để mình quay gần cho anh em xem này. Đó. Anh em thấy quả kén ở dưới động đậy không? Đó. Tức là nó sẽ kéo được một thời gian và nó cái sợi tơ này không bị đứt. Đấy. Đó, ok này, đó. Đồng chí cô béo. Ai chả. Khéo léo nhá. Kéo nữa đi. Đây. Chọn quả bé. Đó. Uầy. Được rồi. Ok, cô béo đã được một quả nhá. Ok, thành công nhá. Đây là cô béo đã được một quả nhá. Nó đã gỡ được cái sợi tơ chính rồi. Sợi tơ chính và nó kéo không đứt. Thì nãy giờ nó kéo nó không bị đứt gì hết. Rồi ok. Rồi, đã hoàn thành một quả nhá. Cô béo đã hoàn thành một quả nhá. Đấy. Và chúng ta sẽ đến với quả thứ hai này anh em này. Gỡ xong nó trắng như thế này nhá. Chỉ còn một sợi tơ chính, một sợi tơ duy nhất thôi. Đấy. Ok anh em ơi. Thì sau một thời gian thì mình cũng đã thành công được một quả rồi nhá. Anh em nhìn thấy quả kén nó lơ lửng này. Mình sẽ kéo cái sợi tơ chính của nó nhá. Anh em thấy nó vẫn lơ lửng á. Đó. Đấy nhá, mình kéo nhá. Thì nó sẽ không đứt. Nó cứ vậy thôi, mình có thể kéo được hoài luôn. Đó, đây là sợi tơ chính của nó. Thì nó chỉ có một sợi thôi. Nó nhả một sợi từ đầu đến cuối mà. Này. Đó. Đây anh em ơi, thằng cu béo nó lại được thêm một quả nữa này. Rồi cu béo. Cu béo kéo một nút đi. Đó, anh em thấy không? Nó đã thành công thêm một quả thứ hai và tuyết của chúng ta thì không thành công được quả nào hết. Đó. Kéo một nút đi. Rồi hai đứa đứng dậy.
Đây anh em, thế là Tuyết, đồng chí Tuyết của chúng ta cuối cùng đã được quả kén đầu tiên nhá. Nhưng mà sau khi được quả kén đầu tiên á, đây này, anh em có thể thấy này. Đúng rồi, dài thôi anh Đoàn luôn kìa anh Đoàn ơi. Đó, đấy, nó kéo không hết được luôn. Đây là quả kén đầu tiên của đồng chí Tuyết. Nhưng mà bên cạnh đó thì đồng chí Béo đã giành chiến thắng với hai quả kén. Đồng chí Béo là, thấy không? Đồng chí Béo kéo mà không hết luôn kìa. Đồng chí Béo với giải thưởng. Đồng chí Béo hôm nay đã chiến thắng rồi, yes! Hay quá. Đó. Ok anh em ơi. Thì cuối cùng là phần thưởng ngày hôm nay đã thuộc về đồng chí Béo với gỡ xong hai quả kén. Thì cái quá trình gỡ thì nó cũng hơi lâu nha anh em nhé. Nhưng mà mình cắt đi. Nó gỡ hai quả kén này không dễ dàng một xíu nào đấy. Đồng chí Tuyết tưởng khéo léo nhưng mà chỉ được một quả kén thôi. Thì hơi bối rối sau khi mà đồng chí Béo đã gỡ được quả kén đầu tiên thì đồng chí Tuyết hơi hoảng loạn, thế là không thành công. Đấy. Phần thưởng ngày hôm nay chính là 100.000 cho người thắng cuộc nhá. Đây. 100.000 nha anh em nhá. Cho thưởng cho người thắng cuộc. Đồng chí Béo ra đây. Bắt tay cái này. Bắt tay cái. Nào, 100.000 này thuộc về đồng chí Béo nhá. Rồi ok. Phát biểu là đồng chí Béo. Không phải biểu. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của anh em tụi mình nhá. Nếu mà có bất kỳ ý tưởng hay comment đóng góp nào thì đừng quên để lại dưới phần comment nhá. Chúc anh em một ngày vui vẻ nhá. Bye bye, xin chào tạm biệt anh em. Bye bye. Bye bye.